cách tạo Smart Wallet và bắt đầu làm việc với nó. Chào mừng đến với Smart Wallet, ví tiền điện tử thế hệ mới. Ưu điểm chính của Smart Wallet là khả năng tạo số lượng ví không giới hạn trong một ứng dụng. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách tạo ví đầu tiên của mình trong Smart Wallet. Tải xuống ứng dụng Smart Wallet từ App Store nếu điện thoại của bạn đang chạy iOS hoặc Google Play nếu bạn đang sử dụng Android. Mở ứng dụng và đồng ý với các điều khoản sử dụng bằng cách tích vào checkbox. Sau đó bấm vào nút Create Wallet. Vậy là xong, ví của bạn đã được tạo. Tất cả những gì còn lại bạn cần làm là lưu cụm từ khóa gợi nhớ của bạn để khôi phục quyền truy cập vào ví. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào thông báo backup nịt đứt trên màn hình chính. Một màn hình sẽ mở ra nơi bạn sẽ thấy 12 từ. Để đọc chúng, hãy nhấn và giữ nút Press and Hold to see phay bên dưới các cụm từ có nội dung. Hãy cẩn thận ở giai đoạn này, cụm từ này là chìa khóa cho sự an toàn của tiền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên viết nó ra một tờ giấy. Không lưu trữ cụm từ khóa gợi nhớ trên thiết bị điện tử hoặc chia sẻ cụm từ đó với người khác. Để tiếp tục làm việc với ứng dụng, bạn cần xác nhận cụm từ khóa gợi nhớ của mình bằng cách nhập các từ theo đúng thứ tự. Nếu bạn đã làm đúng mọi thứ, một thông báo chúc mừng sẽ xuất hiện. Đừng bao giờ cho người khác biết cụm từ khóa gợi nhớ của bạn. Chúng tôi chúc bạn làm việc vui vẻ.